Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm, bố thí ba la mật đa cũng không tăng không giảm, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng không tăng không giảm, bốn niệm trụ cũng không tăng không giảm, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng không tăng không giảm, bốn tịnh lự cũng không tăng không giảm, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không tăng không giảm, tám giải thoát cũng không tăng không giảm, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ cũng không tăng không giảm, pháp môn giải thoát không cũng không tăng không giảm, pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện cũng không tăng không giảm, bậc cực hỷ cũng không tăng không giảm, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cũng không tăng không giảm, năm loại mắt cũng không tăng không giảm, sáu phép thần thông cũng không tăng không giảm, pháp môn tam ma địa cũng không tăng không giảm, pháp môn đà la ni cũng không tăng không giảm, 10 lực Phật cũng không tăng không giảm, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng không tăng không giảm, pháp không quên mất cũng không tăng không giảm, tánh luôn luôn xả cũng không tăng không giảm, trí nhất thiết cũng không tăng không giảm, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không tăng không giảm. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, an trụ phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa, chẳng nghĩ thế này, ta đối với bát nhã ba la mật đa hoặc tăng hoặc giảm, chẳng nghĩ thế này, ta đối với tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa hoặc tăng hoặc giảm, chỉ nghĩ thế này, chỉ có ý niệm về danh xưng là bát nhã ba la mật đa, chỉ nghĩ thế này, chỉ có ý niệm về danh xưng là tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy khi tu hành bố thí ba la mật đa, đem tác ý câu hành với bố thí này và tâm cùng thiện căn nương đây mà khởi, ban cho các hữu tình cùng có như nhau sự hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, như quả vị giác ngộ cao tột sâu xa vi diệu của Phật mà phát khởi hồi hướng. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy khi tu hành tịnh giới ba la mật đa, đem tác ý câu hành với tịnh giới này và tâm cùng thiện căn nương đây mà khởi, ban cho các hữu tình cùng có như nhau sự hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, như quả vị giác ngộ cao tột vi diệu sâu xa của Phật mà phát khởi hồi hướng. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy khi tu hành an nhẫn ba la mật đa, đem tác ý câu hành với an nhẫn này và tâm cùng thiện căn nương đây mà khởi, ban cho các hữu tình cùng có như nhau sự hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, như quả vị giác ngộ cao tột vi diệu sâu xa của Phật mà phát khởi hồi hướng. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy khi tu hành tinh tấn ba la mật đa, đem tác ý câu hành với tinh tấn này và tâm cùng thiện căn nương đây mà khởi, ban cho các hữu tình cùng có như nhau sự hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, như quả vị giác ngộ cao tột vi diệu sâu xa của Phật mà phát khởi hồi hướng. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy khi tu hành tịnh lự ba la mật đa, đem tác ý câu hành với tịnh lự này và tâm cùng thiện căn nương đây mà khởi, ban cho các hữu tình cùng có như nhau sự hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, như quả vị giác ngộ cao tột vi diệu sâu xa của Phật mà phát khởi hồi hướng. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa, đem tác ý câu hành với bát nhã ba la mật đa này và tâm cùng thiện căn nương đây mà khởi, ban cho các hữu tình cùng có như nhau sự hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, như quả vị giác ngộ cao tột vi diệu sâu xa của Phật mà phát khởi hồi hướng, do sức phương tiện thiện xảo hồi hướng này mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sao gọi là quả vị giác ngộ cao tột? Phật dạy: Này thiện hiện, chân như của các pháp là quả vị giác ngộ cao tột. Cụ thọ thiện hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn, chân như của các pháp nào mà nói là chân như của các pháp là quả vị giác ngộ cao tột? Phật dạy: Này thiện hiện, chân như của sắc là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của thọ tưởng hành thức là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của nhãn xứ là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của sắc xứ là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của nhãn giới là quả vị giác ngộ cao tột,
chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của sắc giới là quả vị giác ngộ cao tột. Chân như của thanh hương vị xúc pháp giới là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của nhãn thức giới là quả vị giác ngộ cao tột. Chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của nhãn xúc là quả vị giác ngộ cao tột. Chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là quả vị giác ngộ cao tột. Chân như của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của địa giới là quả vị giác ngộ cao tột. Chân như của thủy hỏa phong không thức giới là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của tánh nhân duyên là quả vị giác ngộ cao tột. Chân như của tánh đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của vô minh là quả vị giác ngộ cao tột. Chân như của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của bố thí ba la mật đa là quả vị giác ngộ cao tột. Chân như của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của pháp không nội là quả vị giác ngộ cao tột. Chân như của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tưởng, pháp không cộng tưởng, pháp không tất cả pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của chân như là quả vị giác ngộ cao tột. Chân như của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không là